vậy là cái này là tập tên gì đó con? Tên này tên gì? Bác sĩ nhạc sĩ Quang Đậu. Rồi, cảm ơn con nha. Đây là tập thơ nè. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi. Rồi, báo với anh là tôi mới nhận được cái tập thơ của anh mà chưa khui ra nha. Chờ tí bây giờ có khách rồi chưa có khui ra được. Rồi giờ mình sẽ khui ra coi thử. Rồi khui ra. Ủa điện đây con. Ai của ông bạn Nguyễn Tấn Hỷ có hai tập này. Tập thơ là Lục Bát Ruben, Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Kon Tum 2018. Rồi mình rất cảm ơn ông bạn già Nguyễn Tấn Hỷ nhiều lắm nha. Rồi xin cảm ơn ông bạn nhiều nha. Một cuốn, hai cuốn. Rồi xin cảm ơn ông bạn già. Chúc ông bạn già có nhiều tác phẩm hay nữa. Bây giờ mình chưa xem được những tác phẩm trong cái tập thơ này. Từ từ mình đã xem nha. Xin chào bạn nha, cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Cho mình gửi lời thăm gia đình, chúc sức khỏe gia đình bình an, mạnh khỏe. Bây giờ mình lật ra xem thử nha. Đó, thơ Lục Bát Ruben. Nhờ nhạc sĩ Quang Đậu thay mặt tặng cho bạn thơ thân nhất của bạn. Kon Tum ngày 24 tháng 5 2020, tác giả là Nguyễn Tấn Hỷ. Rồi mình sẽ làm theo cái lời ngỏ ý của ông bạn già. Như tình chân dung hơi nằm quê. Ông bạn già Nguyễn Tấn Hỷ là in 300 cuốn nha các bạn. Sắp giấy phép là ngày 12 tháng 12 năm 2018. Ngồi sau có hình của ông bạn già đây. Thiếu thời cha mẹ ru mình, bây giờ ngược lại tự mình ru ta. Rồi quê cũng ở Quảng Ngãi. Cũng có những tác phẩm được xuất bản nè. Trăng Xưa Vọng Mãi nè, Ngọc Thêm Mùa Trăng Đỏ, Lục Bát Ruben thơ. Tác phẩm sắp xuất bản là Dọc Đường Thơ Tiểu Luận nè, Thương Quê thơ, Rồi Bước Chân Ngãi, Bây Giờ Ký. Rồi xin cảm ơn bạn nhiều lắm. Đồng hồ là bây giờ là 12 giờ cách 5.